để chuẩn bị cho đợt dã ngoại của trường thì mình đã chuẩn bị một cái lều này. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ để cắm trại mới được. Chỗ này đẹp nè, có nền xi măng và xung quanh thì rất là thoáng mát. Bây giờ mình sẽ dựng lều ở đây. Bộ lều của mình mua sẵn. Phía bên trong này có một cái này nè. Cái này hình như là cái tấm để phủ phía trên của cái lều nè. Đó. Trong đây. Ồ, trong đây là có một cái bạt rất là to luôn. Bằng dù nè. Ngoài ra thì còn bộ khung. Bộ khung kim loại. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo ra và bắt đầu lắp ráp lại nhá. Không biết lắp có khó không ta? Mình thấy ở đây rất là nhiều cây luôn nè. Ồ. Ồ, hình như là nó có sẵn cho mình luôn nè. Wow. Ồ, nhìn có vẻ đơn giản nè. Hay là mình thử dựng lên xem nào. À, hóa ra là như thế này. Nè, trong này có một sợi dây cao su nè, đàn hồi, mình chỉ cần đút vào đây là xong rồi. Ôi, rất đơn giản luôn. Nè, ở đây nè, mình thấy có một cái lỗ nè. Bây giờ mình sẽ luồn cái dây vào đây nhá, luồn cái cây vào đây. Đó. Ồ, luồn rất dễ luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó thành vòng cung nè. Đó. Ở đây mình thấy có một cái lỗ để gài nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái cây vào đây nhá. Đó. Và cái cây này mình sẽ uốn thành vòng cung. Đó, như vậy là mình đã dựng xong cái lều rồi các bạn. Nhưng mà phía trên này mình sẽ cột lại dây và lắp thêm cái phần mái để có thể che mưa các bạn nhé. Ở trên đỉnh này các bạn, ở trên đỉnh thì các bạn thấy được là có mấy cái lỗ này dùng để thông gió đó. Ví dụ mà trời nắng thì mình có thể để như vậy thì nó sẽ thoáng mát. Và khi trời mưa thì mình sẽ dùng cái tấm này mình che lên đây. Và mình sẽ móc vào đây nè. Đó, một cái vào đây, cái vào đây, rồi hai cái ở bên này là xong. Đó, vậy là mình đã lắp xong cái lều rồi nè, rất là ok luôn. À, ngày mai là định buổi dã ngoại rồi, hay là hôm nay mình đi tìm vật liệu đi để làm cái lều, chứ để ngày mai là không kịp. Bây giờ mình sẽ đi chặt tre đi. Mình đi tìm tre và mình chặt và mình dựng một cái lều nha. Rồi bây giờ mình sẽ chặt tre nha và mình sẽ về làm cái lều. Bây giờ mình sẽ chọn vị trí đây để cắm trại nha các bạn. Tại vì ở đằng sau đây là có rất nhiều cây cảnh luôn nè, nó rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn những cái thanh tre nè. Ở đây thì mình đã chuẩn bị là 2, 4, 6, 8, 9 nha, thanh tre. Thì mình đây là 4 cây ngắn nè. Và bên này là 9, 5, 5 cây dài nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái dây bao này các bạn, để lát nữa mình buộc lại cái thanh này cho nó chắc nha. Và đây, đây thì chúng ta sẽ sử dụng một tấm bạc nha các bạn. Các bạn này để lát nữa chúng ta sẽ trải lên bên trên đó, mình sẽ làm cái hình tam giác như này này. Đó, cái lều của mình là hình tam giác nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi hành lang luôn nha các bạn. Và mình đã làm xong hai chữ A rồi nè. Hai chữ A này thì mình đặt hai đầu như này nha các bạn. Đó, sau đó thì mình sẽ gã cái cây này lên trên. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cố định cái cây này vào trên cái chữ A đầu tiên nha. Nhưng mà chỗ đây thì nó thừa ra những cái đoạn như này thì mình sẽ cưa đi nhá. Ồ, Công Nguyên, cậu làm xong chưa? Ơ, sư Hậu. Ừ. Ờ, tớ vừa làm xong cái khung nè. Ồ, khung này nhìn cũng chắc chắn nha. Ờ, bây giờ tớ đang định trải cái tấm bạc lên á. Ờ, để tớ phụ một cầu bên tay nhá. Ờ, đây, đây, đây. Bây giờ mình phủ cái màu xanh ra ngoài hả? Wow. Ồ. Oh.
Ờ, nhìn lều đẹp nha. Hả? Lều vừa lắp xong chưa? À, lều tớ lắp xong bên kia rồi. Lắp xong rồi hả? Ừ, tí cậu qua chơi. Ồ, nhìn đẹp phải không nha. Ờ. Ờ, để làm xong này xong rồi tớ chạy qua đó nha. Ok. Vậy là xong rồi này chú Hào. Ờ, xong rồi kìa. Ờ, nhìn thấy rộng không chú Hào? Ờ, cũng rộng đó. Cái này nằm được 2 người đó. Ờ, công viên. Cái này ngủ được 2 người đó. Ừ. Thì tao làm cỏ cái. Ờ, thôi công viên ơi. Sao chú Hào? Tao thấy của cậu đơn sơ quá. Mà phía dưới này nè. Ờ. Nhiều khi trời mưa lại ẩm ướt á. Vậy hả? Mà bên tớ đang có dư một cái tấm gọi là trải. Tấm phản hả? Ờ, tấm phản á. À. Ờ, cậu lấy không? Tớ cho cậu mượn. Còn dư hả? Ờ. Ờ, vậy thôi cho tớ mượn đi chú Hào. Ờ, để qua lấy nhá. Ờ, cậu đi qua lấy. Ờ, đây này công viên ơi. Ồ. Đúng rồi, tấm này là hợp lý luôn này chú Bảo. Ờ. Đây. Có biết sao không? Ở phía dưới này này có cái chân này để cản phía dưới á. Ờ, cái này nằm mà rất là êm luôn đó. Bây giờ mình đặt ngang hay dọc đây? Ờ, mình đặt ngang đi. Ở nằm ngang đi. Mình sẽ dọc ngang. Ờ. Nằm ngang đây để ngồi. Đó, ngồi, còn ví dụ phía kia mình có thể là đốt lửa hay gì đó. Ờ đúng rồi. Để đồ á. Wow, công nhận cái này êm thật đó chú Bảo ơi. Ờ, êm mà. Ờ, nhưng mà bây giờ tớ sẽ giới thiệu cái lều của tớ cho cậu biết nha chú Bảo. Ờ, cậu giới thiệu đi. Đây nè, cái lều này tớ làm từ tre đó chú Bảo. Ồ, toàn bộ bằng tre hết cả nguyên. Toàn bộ là tre hết. Bên này tớ làm một cái mái này. Để nằm lên trên cùng bằng tre này chú Bảo. Cùng tre. 1, 2, 3, bên này là 3 cái. À. Đó, đây là 5 cái. Ở đây thì tớ làm hình chữ A này chú Bảo. Cùng tre luôn. Hình chữ A rất là chắc chắn luôn nha. Chắc lắm. Ừ. Đó, xong rồi tớ sẽ phụ bạc lên nè. Lúc này còn phụ tớ phụ bạc đó. À. Mà may quá, cậu cho tớ mượn cái này. Ừ. Tối nay tớ mới còn cái này để ngủ đó chứ không? À, nằm đây êm lắm mấy con Nguyên à. Đây nè, nếu nằm ngủ thì mình sẽ như đây nè. Đúng rồi. Đó, đó mình trải dọc ra, nằm rất là êm luôn. Wow. Đó. Rộng rãi lắm chứ không ơi. À. Ô, còn dư một khúc nhiều luôn nè. Ừ. Ừ. Đó, còn lúc ban ngày á, thì mình sẽ nằm ngang như này. Thì mình nói chiều đó chứ không? À, đốt lửa rồi đúng không con Nguyên? Ừ. Đó. 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 Ăn lên đây, mình ăn thôi. Ờ, sưởi ấm luôn ha. Ừ. Đã thật đó không Nguyên? Ờ, đã không sao? Ê, bây giờ cậu qua bên lều nhà tớ đi. Ờ, bây giờ đi qua nhà lều cậu xem đi sao? Ờ, qua đó xem đi. Ờ, đi. Đi. Ồ, đây này công Nguyên. Đó, wow. Cái lều của tớ nè. Ủa, cái lều của cậu đẹp sao nha? Ờ. Hay sao? Cậu biết sao? Hả? Sao mình biết như này sao? À, đây cái cửa đó công Nguyên. Cái cửa đi vào hả? Cửa này mình có thể là kéo ra, đóng lại. Ủa, vậy hay sao? Ờ. Thế bây giờ cậu kéo tôi xem nào. Đây, đây, đây. Bây giờ tôi sẽ kéo ra nha. Ờ, cậu kéo ra xem. Đó. Ủa, chú Hào? Hả? Sao cậu kéo cửa ra mà bên này thấy vẫn thấy còn một lớp nè. À, đây là lớp thứ hai, lớp này là lớp màn chống muỗi đó công Nguyên. Ủa vậy hả chú Hào? Ờ, ví dụ mà trời nóng mình có thể là để cái màn này để cho gió thoáng mát đó công Nguyên. À. Bây giờ mình sẽ tháo cái lớp màn này mà. Đó. À, là cái này có hai lớp. Đúng rồi. Là lúc mà trời mà mát á là mình để lớp bên trong. Ờ. Còn mà trời mà lạnh thì mình kéo lớp bên ngoài hả chú Hào? Ờ đúng rồi, bây giờ ta sẽ kéo thử nha. Ờ, cậu kéo lên nào. Đây này, kéo lớp màn này chống muỗi nè. Wow. Mũi không thể bay vào được mà mình có thể nằm ở đây thẳng chân luôn. Đó. Wow, đã thật á. Em sao cậu kéo ra đi sao? À, ngoài ra nếu mà buổi tối và trời lạnh đấy công Nguyên. À. Thì mình có thể là kéo hết cái này luôn. Đó, đâu, kéo cái này phủ lên luôn nhưng mà vẫn thở được tại vì bên này có cái lỗ thông khí này. À. Bây giờ tôi kéo cái này lên luôn nhé. À, cậu kéo lên nào. Đây này. Đó. Wow, ê chú Hào ơi. Ơi. Bên trong đó nó có ấm không chú Hào? Ồ, trong này ấm lắm. Bên ngoài thời tiết đang lạnh đúng không? Ừ. Nhưng vô đây không có gió, rất là ấm luôn. Ồ, đã chú Hào nha. Ờ. Ồ, đã cái chú Hào ơi. Ờ. Mà tự nhiên thấy cái lều này rộng ghê luôn chú Hào. Ờ, rộng lắm. Ờ. Em bây giờ tự tôi vào thử nha chú Hào. Em có rộng nha. Cậu vào đây đi. Ồ. Thoải mái ghê á chú Hào. Ờ, cái này hai người ở được luôn đó. Đã ghê chú Hào. Ừ, mình có thể là kéo cái này ví dụ buổi tối á. À. Kéo lên là không sợ muỗi luôn đó công Nguyên. Đó. Hay sao nha. À. Em sao không? Cậu mua cái lều này bao nhiêu tiền đó sao không? À, cái lều này tôi mua 500 ngàn đó công Nguyên. Ủa, 500 ngàn hả? Ừ. Wow, nhìn đã sao không nha. Ừ. Hay sao không? Hả? Cái này nó làm bằng vải dù đúng không sao không? Ờ, đúng rồi. Cái này là vải dù chống mưa đó công Nguyên. Chống mưa luôn hả? Ờ, cái này ví dụ mà trời mưa là không sợ bị ướt đâu. Ồ, đã hè. Ờ. Vậy là cậu có cái lều ngày mai sắp đại rồi đó. Ừ. Hay sao không? Hả? Cái lều này mình có thể di chuyển được đúng không? Ờ đúng rồi, mình có thể bưng đi qua chỗ nào cũng được hết á. Dạ. Ừ. Thế thì thôi, ngày mai á. Ờ. Cầm đại ngày mai cái buổi chiều ngoài bắt đầu á. Ừ. Cậu di chuyển cái lều này sang gần lều cho tớ đi. Ờ vậy mai tới di chuyển qua bên kia. Ừ. Có gì mình đốt lửa cắm trại cho vui. Ừ. Ngày mai mới chỉ thức, hôm nay mới là dựng lều thôi. Ừ. À, bây giờ tớ đi về chứ không? Ờ cậu về hả? Lều tớ dọn dẹp rồi con đi về nhà nữa. Ừ, ok. Rồi, ngày mai xin mẹ đi dạo ngoài chứ. Ừ. Nha, tớ đi về nha sao? Ok, bye bye cậu nha. Bye bye nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nha. Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh.
Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ, Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.